Chào mừng tất cả các anh, các chị, các bác đã trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô Tiền Kim Luxury Car Hải Dương, có trụ sở duy nhất tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình. Các bác, các anh, các chị đang có nhu cầu tham khảo quan tâm chiếc Xpander này thì xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Chiếc xe này thì quá đẹp luôn ạ. Về chất lượng xe hay là về như cam kết xe thì các anh, các chị, các bác cứ yên tâm, bởi vì tất cả bọn em kiểm tra đầu vào rất là chuẩn chỉ. Với chiếc Xpander này, một chiếc xe 7 chỗ, số tự động 1.5, sản xuất cuối 2020, form mới, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Em đang chào bán tại showroom giá lăn bánh trọn gói cho các anh, các chị là 595 triệu. Chiếc xe này thì rất là đẹp luôn nhá. Tiền nào của đấy, anh chị cứ đến xem, test xe, kiểm tra xe. Với xe này sơn zin còn gần như cả xe luôn ạ. Phải 98-99% giá trị sơn zin. Xe rất là đẹp, rất là đều. Xe chạy 3 vạn, chính chủ một chủ từ đầu, biển 37 Nghệ An đã về tại showroom của bên em rồi. Thì các anh, các chị, các bác cùng em Hiền Kim theo dõi, quan sát và em sẽ quay khá là chi tiết chiếc Xpander. Với và dòng xe gầm cao mà 7 chỗ số tự động 1.5 thì chiếc xe Xpander này thì toàn bộ hệ thống đèn của nó là full rải LED hết các bác này. Đèn LED hết nhá. Form mới cuối 2020, form mới thì các anh các chị nhìn giúp em phân biệt là hệ thống đèn này, cái đèn gầm này nó phân biệt rất là dễ dàng. Với thứ hai là hệ thống la răng. Đấy, chiếc xe này form mới thì la răng của nó đây là la răng 5 chấu. Form cũ thì nó hơi khác một chút, nhưng mà form mới thì hệ thống la răng của nó đây ạ. Chiếc xe này thì dàn lốp còn nguyên theo xe đầy đủ này. Hệ thống la răng hợp kim 5 chấu này. Hệ thống đèn này, anh các chị nhìn giúp em. Xe rất là đẹp luôn ạ. Một chiếc xe nhập khẩu mới, cái thời kỳ mà xăng tăng như thế này thì bản 1.5 7 chỗ thì anh các chị có thể mua về chạy gia đình, chạy kinh doanh, chạy dịch vụ hay là chở hàng cũng rất là ok. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì nó sẽ dao động tầm từ 6 đến 7 lít trên 100 cây. Thiết kế ở phía sau đây ạ. Chiếc xe này lốp sơ cua còn chưa sử dụng các bác nhá. Đấy, lốp sơ cua còn chưa sử dụng. Rất là đẹp ạ. Không mất một phân chỉ nào từ cốp cho đến cánh. Hoàn hảo cho một chiếc Xpander. Chiếc xe này là số tự động, xe chạy 3 vạn. Đây tất cả các kỳ bảo dưỡng ở hãng rồi tem nhắc dầu. Em đầy đầy đủ nguyên cho các bác anh các chị tiện theo dõi. Xe có trang bị đề nổ thông minh, có màn hình, có cam lùi đầy đủ rồi ạ. Điều hòa này. Đấy, điều hòa 3 vùng các bác nhá. Ở phía sau, hàng ghế phía sau cũng có hết. Nội thất da nguyên bản. Chiếc xe này thì quá đẹp. Zin từng con ốc một luôn ạ. Xe rất là mới, rất là đẹp. Nguyên bản 100%. Cam kết với các bác là máy zin, số zin. Xe không bị tai nạn, không bị ngập nước và sơn zin còn gần như cả xe. Một chiếc xe siêu lướt, nhập khẩu nguyên chiếc. Các anh, các chị, các bác đang nhu cầu tham khảo chiếc Xpander này thì xin mời về showroom của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Em đang chào bán giá lăn bánh trọn gói là 595 triệu. Các bác nhớ đăng ký, ấn nút theo dõi, chia sẻ để có thể cập nhật nhiều mẫu xe đẹp nữa tại showroom Luxury Car Hải Dương.